Hello Long, xin chào tất cả các bạn nha. Và sau khi trải nghiệm được những nét đẹp của khu du lịch sinh thái rừng Sáng Lẻ thì Long đã ghi lại tất cả những hình ảnh đẹp ở đây. Tối về Long sẽ chỉnh sửa và giới thiệu cái vẻ đẹp này tới toàn thể các bạn bè của Long cũng như là những khách đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Tóc Long Hành biết được cái vẻ đẹp của khu du lịch sinh thái và đặc biệt là những người có đam mê trải nghiệm những khu du lịch sinh thái thuộc tỉnh Nghệ An bọn mình thì hãy xem video của Long để khám phá biết được cái vẻ đẹp bên trong của rừng Sáng Lẻ. Và sau khi trải nghiệm được vẻ đẹp của rừng Sáng Lẻ xong thì Long sẽ tiến hành trở về khách cứ với tính tò mò cũng như là thích khám phá trải nghiệm, thì Long sẽ mời các bạn trở về khách cứ thuộc huyện Tương Dương để biết được cái vẻ đẹp bên trong của điểm du lịch khách cứ như thế nào. Và các bạn theo đồn thổi của tất cả các bạn ở khách du lịch xã gần thì Long cũng đã tìm đường trở về đấy để khám phá cái vẻ đẹp hoang sơ cũng như là phong tục của đồng bào Thái ở khu vực ở đây. Các bạn nhìn cung đường này có thể nhận ra được Long sẽ tới ở điểm nào chưa? Đây đây là một gọi là rừng cây Sáng Lẻ, một rừng cây này rất là mát mẻ. Tuy bây giờ là đã 4 giờ hơn, tức là 4 giờ chiều đấy, mà Long đang đi trên cung đường này cảm giác như là rất rộng lớn. Thời tiết rất khắc nghiệt các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cái bóng cây chưa? Thấy trời nắng lắm. Tuy đã về chiều rồi nhưng thời tiết ở đây rất là khắc nghiệt. Nếu như bạn nào chưa đến thì xin mời hãy đi cùng với Long để chúng ta khám phá một điểm du lịch thuộc huyện Tương Dương, đó là Khe Cỡ. Khe Cỡ Long nghe cảm giác là rất là xa lạ nhưng khi vào đấy thì Long thấy là rất gần gũi và thân thiện. Vì vậy xin mời các bạn đi theo cùng với Long nhé. Đấy là trên đường vào Khe Cỡ đây các bạn. Một điểm du lịch có thể là những khách du lịch gần xa đã đặt trước, nhưng bây giờ mình sẽ vào vào đầu chiều ở cuối chiều nên là không biết là có khách hay không. Và bây giờ Long di chuyển đến nơi đó là biển du lịch Khe Cỡ. Kính chào quý khách, đây là cổng chào vào điểm du lịch đây các bạn. Khi bước vào điểm du lịch thì Long có vẻ là có một cái gì đó ấn tượng với những ngôi nhà sàn rất hoang sơ đó các bạn. Ở đây là chưa được cải tạo hay tu tung tung tú gì cả. Rồi xin mời các bạn đi vào lối phía trong chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Đây đây là những khu nhà khu chòi mà được người dân dựng lên để tiếp đón khách du lịch. Vì bây giờ đang nắng nên là chắc lẽ là không có khách du lịch thì đúng. Bởi vì Long đi bây giờ là các bạn nhìn thấy ánh nắng, kể cả người dân đi làm cũng chưa có luôn đấy. Long đang đi tiến gần vào khám phá phía đối phía trong như thế nào. Đây, chỗ này cảm giác làm cũng khá lâu rồi. Đấy, trông trọng phải tuy đẹp mà cũng cũ rồi đây các bạn. Sau một thời gian phượt cùng với ánh nắng chói chang của đất xứ Nghệ bọn mình thì mình cả cùng đã di chuyển đến nơi. Đây các em nhỏ đang chào chị lắm đấy, các em nhỏ rất nhiệt tình nhé. Nhìn cái cảnh này thì các bạn có liên tưởng đến một thời mới tuổi học sinh là thời tuổi nhí của bọn mình cũng như vậy, hãy đi tắm sông tắm ao hồ. Đây là cung đường đi lên của du lịch Khe Cỡ đấy các bạn.
Vì hôm nay Long di chuyển tới đây là mới khoảng 5 giờ chiều, bởi vậy là trời rất nắng nóng, khách du lịch đang còn vắng, chỉ có một số trẻ em nhỏ đang chơi đùa và tắm ở đấy thôi. Bởi vậy là chưa đưa hết được cái hình ảnh đẹp này. Long sẽ dịp sau Long sẽ di chuyển từ sáng sớm và trở về tối để quay toàn cảnh không gian sinh hoạt ở đấy như thế nào để gửi tới toàn thể quý khán giả gần xa biết được ha. Còn bây giờ Long sẽ xin phép quay đeo và trở về với gia đình của mình thôi. Bây giờ đã khá rồi.